Mến chào toàn thể quý cô chú anh chị mình đang xem kênh là TK Bonsai nha. Thì ngày hôm nay nhà vườn em là shop Nguyễn Nhận, địa chỉ em ở Lai Dung Đồng Tháp nha. Em có dẹp số cây để giao lưu với cô chú anh chị mình, cũng như thường lệ thôi, bông giấy Mỹ với mai chiêu thủy với bông trang. Bữa nay em về được một số cây bông trang rất là già cây nha. Đây, cây này nó quái mà cây cũ nó rất là to nha. Đây, với được cây gia nhật bonsai. Đây, thì bây cỡ này em cũng chưa có đi mua chậu được nữa, em vắn bầu gì em bán cho cô chú anh chị mình về rồi mình lựa cái chậu đẹp mình vô nha. Cũng không để cô chú anh chị mình chờ đợi lâu để tốn thời gian, thì em cũng xin vô cây số 1 luôn. Mã số 1 của em là bông giấy Mỹ. Cây này có thể mình cắt ngang đây cũng được, mình chơi cái đọt trên đây cũng được nha cô chú anh chị. Em cắt chừng hao cho mình. Và nó vị trí này là 23. Chiều cao là 35. Cây bông giấy Mỹ mã số 1 có giá là 500.000. Em bao phí ship toàn quốc, số điện thoại giao lưu của em là 0965 982 492, đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Tiếp theo đây là mã số 2. Bữa nay em về được 9 phôi giấy Mỹ hả nha cô chú anh chị. Và nó vị trí này là 22. Chiều cao là 38. Cây bông giấy Mỹ mã số 2 có giá là 550.000. Em cũng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo đây là mã số 3. Và nơi vị trí này là 23. Chiều cao là 39. Cây mã số 3 này cũng có giá là 500.000 luôn nha. Em bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo đây là mã số 4. Và nó vị trí này là 24. Cao là 40. Cây mã số 4 cũng có giá là 550.000. Em bao ship toàn quốc nha. Cây thì nó cũng đã đâm chồi sống khỏe hết rồi nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 5. Cây này hai mặt, mặt nào nó cũng đẹp hết nha cô chú anh chị. Hoành tổng ở vị trí này là 34 đó, em bỏ cái thử này ra em đo lên cái này. Bỏ cái thử này là còn 27. Chiều cao là 40. Cây mã số 5 có giá là 600.000. Em bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo đây là mã số 6. Vành ở vị trí này là 26. Cao là 57. Cây bông giấy Mỹ mã số 6 này có giá là 900.000. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Tiếp theo đây là mã số 7. Vành ở vị trí này là 25. Còn cái cũ đặt ở đây nó tới 40 nha. Chiều cao là 52. Cây bông giấy Mỹ mã số 7 có giá là 1.000.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo đây là mã số 8. Mặt bên này nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Và nó vị trí này là 28. Cao là 45. Cây bông giấy Mỹ mã số 8 này có giá là 1.200.000. Em bao ship toàn quá. Tiếp theo đây là mã số 9. Cũng là mã số cuối cùng của cái lô bông giấy Mỹ của em ngày hôm nay nha. Nay em còn được 9 cây. Và nó vị trí này là 29. Chiều cao là 69. Cây bông giấy Mỹ mã số 9 có giá là 1.000.000. Em bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo đây là mã số 10 là bông trang vàng nha cô chú anh chị, vàng lá nhỏ. Này là cái lô trang của em ngày hôm nay là toàn là trang xưa, trang vườn mình không nha. Cái này là nó liền bệ nha cô chú anh chị. Và nó vị trí này là 31, yếu em tính 30 hả.
Còn vành đại diện của nó là 17. Chiều cao là 32. Em đo tán ngang từ đây qua đây là nó tới cũng 32 luôn nha. Cây trang vàng lá nhỏ mã số 10 này có giá là 1.900.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp ở đây là mã số 11 là bắt đầu tới lô trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Vành ở vị trí này là 22. Chiều cao là 21. Phôi trang đỏ lá nhỏ mã số 11 này có giá là 1.400.000. Em bao ship toàn quốc. Tiếp ở đây là mã số 12 cũng là đỏ lá nhỏ. Cây này ở dưới nó còn nở nữa nha cô chú anh chị. Đây nó nở chà bè ra luôn nè, tại vì em chưa có khai thác hết. Em đo vành hai vị trí đi. Vành vị trí này là 20. Còn vành sát ở dưới đây là nó 27 nha. Cái đó ở trên là chỉ có 10 thôi. Chiều cao là 35. Trang đỏ lá nhỏ mã số 12 này có giá là 2.400.000 đồng. Em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp ở đây cũng là mã số 13. Cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Mấy cái con này của nó là ở cái rễ nó bò ra rồi nó lên cây luôn nha cô chú anh chị. Em để như cụm rừng luôn. Thì cô chú anh chị mình chốt về mình muốn cắt lại thì mình cắt, hoặc là mình để gì mình chơi nguyên cụm cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Em đo bằng tổng hai cái vị trí này thôi là nó 40. Còn vành đại diện ở đây là 22. Chiều cao là 38. Tán ngang của nó là 43. Đường kính mặt bầu là 38. Cái cụm trang đỏ lá nhỏ mã số 13 này có giá là 2.400.000 luôn. Em bao ship toàn quốc. Số điện thoại giao lưu của em là 0965 982 492. Đó cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Tiếp ở đây là mã số 14 cũng là trang đỏ lá nhỏ nha. Này bệ liền nha cô chú anh chị. Vành tổng là 39. Vành đại diện là 19 nha. Chiều cao là 35. Tán ngang là 33. Cây trang đỏ lá nhỏ mã số 14 này có giá là 2.300.000 đồng. Em bao ship toàn quá. Tiếp ở đây là mã số 15 cũng là đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là nó 77. Còn chiều cao cái tược bên đây là 61. Cái tử ở dưới đây của nó là 25. Vành tổng cái củ đặc của nó là 29 nha. Em đo thử một cái vành đại diện ở trên đây luôn cho cô chú anh chị mình tham khảo chơi thôi nha. Vành đại diện ở đây là 16. Cây trang đỏ lá nhỏ mã số 15 này có giá là 2.500.000 đồng. Em bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo đây là mã số 16, cũng là trang đỏ lá nhỏ. Cái này là nó liền luôn nha cô chú anh chị, liền luôn. Ở đây nó bỏ hai cái giòi gan như con thú vậy đó, ngay gan như con thú nằm nha. Em cũng chia sẻ thêm cái này nó có cái dấu bị người ta chặt. Nhưng mà nó đang bo vô rồi nó không có ảnh hưởng gì hết nha cô chú anh chị. Đây đang bo vô dưới chỗ này thì nó kéo liền hết rồi. Em đo vành. Tổng của nó trước cái đi. Tổng của nó là nó 56. Vành ở vị trí bên đây là 23. Đây nó bỏ hai giò nhìn rất là khéo cây nha. Còn vành ở vị trí này là 27. Chiều cao là 74.
chiều cao cái tử bên đây là 39. Cái thước này em cắt chiều hao nha, ví dụ như cô chú anh chị mình muốn tán lùm lại thì mình cắt theo ý mình nha, em chiều hao cho cô chú anh chị mình cho nó dễ. Cây mã số 16 này có giá là 2.900.000 đồng, em bao ship toàn quốc luôn nha. Tiếp theo đây là mã số 17. Vành ở vị trí này là 31 nha. Còn em đo chùm ở đây luôn là nó tới 51 lận. Chiều cao là 91. Còn chiều cao cái tử ở dưới đây là nó tới 38. Đường kính mặt bầu là 44. Cây trang đỏ lá nhỏ mã số 17 này có giá là 4.500.000 đồng nha. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình. Tiếp ở đây là mã số 18, là cũng là bông trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Cây này nó khá là khủng cây nha. Cũng là mã số cuối cùng của cái lô đỏ lá nhỏ luôn. Đây em chưa khai thác xuống đó, ở dưới nó còn dữ lắm ở dưới luôn. Chiều cao của nó là 117. Tán ngang phun tàn của nó là 73. Cái này em giật thiên nhiên gì luôn, em để cho cô chú anh chị mình, thí dụ như mà mình có chốt về đó, mình muốn chơi làm sao đó mình cắt theo ý mình luôn cho dễ nha. Cây này em cũng chưa cắt nữa, em làm bầu xương xương à. Để cho cô chú anh chị mình chốt về cái mình khai thác thêm nha. Nó được 3 tượng tam tài luôn. Và nó vị trí này của nó là 38. Đây, em đo ở dưới không được, em đo ở trên, ở dưới nó còn nở hơn nữa nha cô chú anh chị. Em đo cái ghế quái này, chiều dài của cái ghế quái là của nó là 38. Chiều dài mặt bầu là 51. Chiều ngang là nó 37. Đây, cây nó rất là khéo cây nha cô chú anh chị. Đây, ở dưới nó còn xuống nữa, ở dưới nó còn xuống, nó còn nở ra nữa. Ở dưới đây nó cũng có rễ mồi nữa nè, nhưng mà cái em thấy cái này nó quái quá quái, rồi em để yên nguyên gì cho cô chú anh chị mình thấy mình thích cái kiểu nào thì mình chốt mình chơi kiểu đó. Cây trang đỏ lá nhỏ mã số 18 này có giá là 9.500.000 đồng, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo đây là mã số 19, là bông trang đỏ nhung lá lớn nha cô chú anh chị. Quạnh ở vị trí này là 35. Cái này nó nằm ở kẻ này, nó hơi khó đo, để em đo vị trí ở trên đây cho cô chú anh chị mình tham khảo. Vị trí trên đây là 16, yếu em tính 15 thôi. Chiều cao là nó 66. Ba hàng này thì mình mua về mình ghép sọc rồi nó, cái cây nó rất là mạnh cây nha cô chú anh chị. Cây đỏ nhung lá lớn mã số 19 này có giá là 1.600.000 đồng, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo đây là mã số 20, cũng là đỏ nhung lá lớn. Vành ở vị trí trên đây là 32. Vành củ đạt ở dưới đây là 40. Chiều cao là 48, tán ngang là 39. Đỏ nhung lá lớn mã số 20 này có giá là 1.700.000 đồng, em cũng bao ship toàn quốc luôn nha. Tiếp theo đây là mã số 21, cũng là đỏ nhung lá lớn nha cô chú anh chị. Vành ở vị trí này là 31. Còn vành ở vị trí này của nó là 45.
Nồi đế của nó là 71. Chiều cao là 56. Càng bay là 55. Càng bay em tính tới đây là 55. Mấy cây này thì nó thích hợp để mình mua về mình ghép nha. Thằng đỏ nhung lá lớn này ghép cây mạnh với lắm mạnh. Cây mã số 21 này có giá là 1.800.000 đồng. Em bao ship vòng Bắc. Tiếp ở đây là mã số 22, cũng là trang đỏ nhung lá lớn. Vành ở vị trí này là 28, yếu em tính 27 thôi. Chiều cao là 84. Mấy cây này tâm cao mình thích, mình ghép lá lớn chơi nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây mã số 22 đỏ nhung lá lớn này có giá là 2.400.000 đồng. Em bao ship toàn quốc. Số điện thoại giao lưu của em là 0965 982 492. Đây cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 23, cũng là đỏ nhung lá lớn. Cây này nó được 5 tược nha cô chú anh chị. 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà ở dưới gốc là nó có một bệ một thôi nha. Nguyên một cục nạc liền, nằm như con cóc ngồi vậy đó. Và nó vị trí này của nó là 45. Còn vành cũ đặt ở đây là 54. Chiều cao là 49. Cây đó nhung đó lớn, mã số 23 này có giá là 3 triệu đồng. Em cũng bao ship toàn quốc luôn nha. Tiếp theo đây là mã số 24, cũng là đỏ nhung lá lớn nha cô chú anh chị. Cây này sát khá là to. Cái này nguyên củ nó liền hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Em đo bằng hai vị trí này là 40. Và em đo sát với cổ rễ là nó được 45. Chiều cao là 69, còn chiều cao cái tử ở dưới đây của nó là 47. Để em đo thử cái thằng này thử cây được nhiêu nha. Thằng ở dưới đây nó cũng 24, là đo ngay đây nè, ở dưới đây nó còn to hơn nữa. Cây đỏ nhung lá lớn mã số 24 này có giá là 3.500.000 đồng. Em bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo đây là mã số 25, cũng là mã số cuối cùng của cái lô đỏ nhung lá lớn của em ngày hôm nay. Em đo vành hai vị trí nha. Em đo vành vị trí ở dưới này trước đi. Vị trí này của nó là 46. Đây, 46 vành nha. Còn vị trí ở đây là nó được 32 vành luôn nè. Cây rất là khủng cây nha cô chú anh chị. Chiều cao của em nó là 37. Còn đo tược này thì nó 30, bên đây 27, em nói lộn nha cô chú anh chị, 27. Cây đỏ nhung lá lớn mã số 25 này có giá là 3.500.000 luôn. Em cũng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình. Tiếp theo đây là mã số 26, là cây mai chiếu thủy lá lớn nha cô chú anh chị. Đây, cây này nó rất là khủng cây. Cái vàng nu nó cũng đang lên nha cô chú anh chị, đây. Lên cục cục nè, rất là đều. Nu nhiều lắm. Em đo bằng ở vị trí này của nó là 85. Em đo nới xuống chút xíu đi. Nới xuống chút xíu đây là nó 121 luôn. 121. Còn cái nồi đế thì nó giáp bầu chân luôn. Đường kính mặt bầu của nó là ít 60 thôi. Đường kính mặt bầu bề ngang 60 đó, cái dòng đế nó đều giáp tới bầu luôn nha cô chú anh chị. Đây em đứng kế bên hình dung cái cây nó muốn bự hơn cái mình của em nè. Đây. Chiều cao của nó là 120, là 1m2 nha cô chú anh chị.
Đây, cây mai chiêu hỷ lá lớn, cái này là da xanh nu nha. Cây mai chiêu hỷ lá lớn mã số 26 này có giá là 5.500.000 đồng. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình. Cây này ví dụ như cô chú anh chị mình muốn cắt lùm thì mình chốt về mình cắt lùm cũng vẫn được nha cô chú anh chị. Mình cắt lùm lại thì nó còn lại một cốt cái củ á cho anh, nó cái củ này nó rất là đông đặc. Tiếp theo đây là mã số 27 là một cây mai chiêu thủy lá lớn nha cô chú anh chị. Cây này được cái tông nó cao. Mấy cái này là người ta hai keo chánh mưa lại keo chánh lâm chứ nó không có phải nó bị hư nha cô chú anh chị. Cái đó nhà nhầm người ta xài keo màu đen đó, người ta tha vô thì em để gì luôn. Chiều cao là 74. Và nó vị trí này là 39. Em đo chùm xuống đây là 47. Cây mai chiêu thủy lá lớn mã số 27 này có giá là 1.300.000. Em bao ship toàn quốc. Tiếp theo đây là mã số 28 là mai chiếu thủy lá lớn da đen nha cô chú anh chị. Đây cây này nó già dữ lắm, già nó lên khến lên san hô dữ lắm nhiều. Tại cái này dịch bệnh đó thì chủ nhà người ta cần tiền thì người ta chia lại cho em, thì em thấy cũng đẹp rồi em quay lên em chia lại cho cô chú anh chị mình mua về mình nuôi nha. Cây này hẹo nó kéo đây nè. Cô chú anh chị mình xem lá lớn da đen, cây nó già. Mà hẹo này là kéo bít luôn rồi nha. Đây với cái đầu nó đang bo, đang đuôi cái đót nè, đầu đang bo rất là mạnh nha cô chú anh chị. Cốt cành thì nó có sẵn, nó cũng căng đói rồi. Này mình nuôi thêm một thời gian nữa thì cây này nó cũng tương lai dữ lắm nha cô chú anh chị. Và nó vị trí này này của nó là 53. Đây 54 yếu em tính 53. Em bỏ cái thử ở trên đây em đo. Nó 50. Cây rất là năng cây nha. Gió cây chứ em nói lộn, ở trên đây thì nó 36. Đây em đo cái đót trên đây, cái đót mình cái này cũng đang nuôi, đót là 9 nha, 9 sen. Em quên đo chiều cao. Chiều cao tới cái đót ở trên đây của nó là 34. Còn cao tới cái đỉnh ở trên đây là nó 28 à. Cây mai chiêu hỷ lá lớn mã số 28 này có giá là 4.500.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo đây là mã số 29 là cũng là mai chiếu hỷ lá lớn luôn nha cô chú anh chị. Cây này cái củ nó khá là tròn nha. Để em đo củ chứ. Cái củ của nó là 70 cm. Ở trên đây là nó 57. Chiều cao là 34. Đường kính mặt bầu là 35. Cây mai chiêu hỷ lá lớn mã số 29 này có giá là 2.800.000 đồng. Em bao ship toàn quốc. Tiếp theo đây là mã số 30 là một cây mai chiêu thủy lá kim nha cô chú anh chị. Thường thường người ta kêu là kim thanh mai đó. Vành ở vị trí này là 32. Vành cũ đặt ở đây là 45. Cái đót ở trên là 11. Chiều cao là 43. Cây mai chiếu thủy lá kim mã số 30 này có giá là 1.200.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn nha. Tiếp theo đây là mã số 31 là một cây da Nhật nha cô chú anh chị. Cây này cây bonsai, rễ nó hồng khá là đẹp nha. Cái cây này nó nằm ở trong cái chậu xưa của người ta chơi cũng rất là lâu đời rồi. Nếu như mà em lấy luôn cái chậu thì cái giá nó đôn tiền cái chậu lên, nó cao dữ lắm, nó cao.
cho nên là em để cái chậu đây cho chủ nhà rồi em rút cái cây không à. Thì cô chú anh chị mình chốt về đó rồi mình ví dụ như mình lựa cái chậu nào đẹp đẹp mình cân xứng với cái cây rồi mình mua về mình chơi nha, mình trồng vô. Em dỡ cái chậu lên là em không có cắt cái rễ nào trên, còn rễ y nguyên luôn nha cô chú anh chị. Cho nên là cái cây của mình nó không có bị mất sức nha. Hoành ở vị trí này của em nó là 25. Ở đây nó có cái cục gù ra, nó gù ra y gan như là cái bụng vậy đó. Chỉ như nó nở cái bụng để em đo thử cái cục chỗ này. Cục chỗ này của em nó là 37. Còn hoành tổng của em nó là 72. Đây, nó nằm y gan như cái này là cái con gì á. Nó cũng rất là đẹp nha. Cốt cành nó già dặn cây nó cân đối với cái cây dữ lắm rồi nha cô chú anh chị. Rễ nó xả thòng 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 xuống nhìn rất là đẹp nha. Ở đằng trước nó cũng có giò cẳng đầy đủ. Chiều cao của em nó là 54. Cái phun tàn dài của em nó là 63. Cái phun ngang của nó là nó 40. Đây, cây này nó thành phẩm nó dữ lắm, nó già cây rồi. Em đo cái đường kính mặt bầu để cho cô chú anh chị mình chốt về mình biết đường mình mua chậu nha. Đường kính mặt bầu là 46. Chiều ngang là 39, 39, 46 nha cô chú anh chị. Đây. Cái cây này mình trồng mình vô cái chậu dĩa mình phối tiêu cảnh nó cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây gia nhật mã số 31 là cũng là mã số cuối clip của em. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 4.200.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình. Thì cây này cũng là cây cuối clip, thì em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình những clip vừa qua đã ủng hộ em nha. Em cũng xin kính chúc cô chú anh chị mình một ngày mới thật là tràn đầy sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.